Xin chào các bạn đến với kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Mình là bác sĩ Phụng đến từ khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Sóc Trăng. Hiện tại thì đang có mùa bệnh thủy đậu. Hôm nay mình sẽ xin chia sẻ một số thông tin lưu ý về bệnh dịch này. Vậy làm thế nào để nhận biết trẻ bị bệnh thủy đậu? Giai đoạn đầu là giai đoạn ủ bệnh. Thường ở giai đoạn này thì trẻ không có triệu chứng gì đặc trưng. Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn khởi phát. Trẻ sẽ có sốt nhẹ, đau đầu, đau cơ, biếng ăn. Đến giai đoạn toàn phát thì lúc này trẻ sẽ có sốt cao hơn, xuất hiện những mụn nước nhỏ li ti với đường kính từ 1-3mm sẽ rải rác toàn thân. Những mụn nước có thể to hơn và có mủ khi mà bội nhiễm. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn lưu bệnh. Lúc này những mụn nước bắt đầu khô lại, bong vẩy và để lại những vết thâm da trên da con. Vậy thì thủy đậu sẽ lây qua đường nào? Có thể lây trực tiếp từ những giọt bắn, qua ho, qua hắt hơi, hoặc là chúng ta tiếp xúc trực tiếp với những bóng nước của người mắc bệnh. Cái thứ hai nữa là lây gián tiếp khi mà chúng ta tiếp xúc với những vật dụng dùng chung với người mắc bệnh. Quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ tiêm ngừa thủy đậu cho con theo đúng lịch. Thứ hai nữa là dinh dưỡng hợp lý cho bé để cho bé có sức khỏe và sức đề kháng mạnh. Cuối cùng là nếu lỡ môi trường xung quanh con như là trong gia đình, ở trường học có người mắc bệnh thì lúc đó mình sẽ cách ly bé với người mắc bệnh, hạn chế sử dụng chung đồ vật dụng cá nhân, ăn uống chung với người bị bệnh. Trong trường hợp bé mắc bệnh thủy đậu thì chúng ta nên đưa con đến thăm khám và điều trị kịp thời. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề kế tiếp.